Thưa quý vị và các bạn, trăng mật là thời gian sau ngày cưới hai vợ chồng tận hưởng để bước vào cuộc sống hôn nhân. Nói đến trăng mật, đó là chúng ta nghĩ đến một giai đoạn rất là ngọt ngào, nồng nàn và viên mãn. Còn gì tuyệt vời hơn khi giai đoạn đầu tiên hai vợ chồng có thể sống chung với nhau và vừa đam mê và lại có một chút lạ lẫm nữa. Mặc dù được du nhập từ phương Tây, thế nhưng mà những năm gần đây khi mà xã hội của chúng ta rất là phát triển thì xu hướng đi nghỉ tuần trăng mật đã trở nên rất là thịnh hành. Nhưng làm thế nào để có một tuần trăng mật thật là đáng nhớ để đó là một kỷ niệm đẹp của tất cả các cặp vợ chồng, thì chương trình Góc Hàn Huyên ngày hôm nay của chúng tôi xin được đề cập đến chủ đề này. Và cùng đồng hành với Mai Thu Huyền trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu MC ca sĩ Nguyệt Ánh. Xin chào chị Huyền, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Góc Hàn Huyên. MC ca sĩ Nguyệt Ánh là người luôn bận rộn với công việc từ MC truyền hình, diễn viên, ca sĩ, kiêm cả việc kinh doanh. Nhưng cô còn là một ca sĩ với dòng nhạc kén người nghe, Chill Cloud. Với âm nhạc, Nguyệt Ánh từng hợp tác và cho ra mắt album với nhạc sĩ Quốc Bảo và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Một vị khách mời thứ hai Mai Thu Huyền xin phép được giới thiệu đó là thạc sĩ tâm lý Khắc Hiếu. Xin chào Thu Huyền, xin chào Nguyệt Ánh và xin chào quý vị khán giả. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu hiện là giảng viên tâm lý học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia huấn luyện viên kỹ năng sống cho các trường đại học, trung học, huấn luyện kỹ năng mềm cho tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước. Giải thưởng của Trung ương Hội Khoa học Tâm lý Việt Nam năm 2002, đội trưởng đội tư vấn sức khỏe sinh sản thuộc dự án AAS03B51 Liên minh châu Âu và Quỹ dân số Liên hiệp quốc, chuyên viên tư vấn tâm lý tổng đài 1088. Cảm ơn hai vị khách mời đã đến cùng với chia sẻ với Mai Thu Huyền cũng như là khán giả của chương trình Góc Hàn Huyên, một cái chủ đề mà Huyền nghĩ sẽ rất là thú vị. Đối với những cặp vợ chồng họ đã từng có tuần trăng mật, họ cũng sẽ nghĩ lại cái giai đoạn này của mình, và đặc biệt hơn nữa những cái bạn trẻ chuẩn bị bước vào giai đoạn tuần trăng mật thì mọi người sẽ có những cái hành trang chuẩn bị như thế nào, đúng không ạ? Còn bây giờ thì trước khi chúng ta bắt đầu trò chuyện, Mai Thu Huyền xin mời hai vị khách mời cũng như khán giả cùng đến với góc đời thường để xem một tình huống sau đây. Sao? Ừ, tao biết rồi. Ê, cảm ơn mày nha. Ê, nè nè nè, nói nghe nè. Tao kể cho mày nghe cái quá trình của tụi tao sẽ đi ra biển ha. Xong rồi sau đó qua ngày hôm sau, tụi sao sẽ ăn sáng xong tụi sao sẽ tắm biển. Ừ, hai đứa tao sẽ đốt nến. Thì lãng mạn lắm mày ơi. Ở đó có hồ bơi nữa. Xong rồi tụi tao sẽ tung tăng lên biển. Ê, kỳ này mà lãng mạn quá đó. Chắc về có em bé đó. Lúc đó là hãy chúc mừng, bây giờ đừng có chúc mừng rồi. Ừ, tao biết rồi. Hai em về rồi nè em ơi. Tao sẽ xếp đồ cái ha, có gì đây. Đây, bút vé xong hết rồi đây. Xong rồi hả? Ừ. Ê, bút luôn khách sạn rồi phải không? Khách sạn rồi có hết. Khách sạn mình đặt sẵn phải không? Đặt sẵn hết rồi, nói chung là anh đã lo cái chuyện mà vé khách sạn rồi cái ăn ở là anh lo hết cho em rồi đó. Nhưng mà có phải là cái khách sạn em chọn không? Khách sạn em chọn. Có hồ bơi, có massage, dạ, có spa nữa, vui lắm. Dạ. Cho cái quan trọng là cái giường đẹp lắm. Cái giường là anh mướn là cái phòng VIP, cái giường hình trái tim. Nó lãng mạn phải không? Cái giường hình trái tim đẹp lắm. Trời ơi, thương ông xã quá. Ấy giờ mình xếp đồ đây, mình để em phụ cho. Để đó cho anh phụ cho cái này, nhét cái này đi. Rồi, còn cái này nè, cái này thôi em nhét cái này luôn đi. Nó nghe nè. Sao? Để em làm cho. Mấy cái này chuyện phụ nữ mà anh đụng vô rối hết trơn á. Trời ơi, giờ vợ chồng chuyện phụ nữ gì nữa, để em làm cho. Ủa mẹ đâu rồi? Mẹ đi tập thể dục rồi. Anh coi mẹ đi tập thể dục về chưa, rồi dặn mẹ là nhà cửa làm sao, khóa cửa cẩn thận, rồi điện nước ha. Cái đó để anh lo cho. Con mẹ về chưa? Mẹ về kìa. Mẹ đã về. Ôi, mẹ ơi, ta nói đi bộ một vòng mà tao thấy nó khỏe cái người làm sao. Từ bữa giờ mẹ bận quá rồi không có đi bộ, người nó cứ bì bì nó khó chịu. Bữa nay đi một cái mẹ thấy hừng hỏe có trong người khỏe này không mẹ? Khỏe ơi. Mà hai đứa làm cái gì mà bữa nay vui vẻ, rồi tao đi đầu ngõ tao nghe bàn bạc cái gì dữ rồi con. Dạ, tụi con đang soạn đồ để làm gì. Trời đất ơi, dạ tụi con hưởng tuần trăng mật hả? Dạ, hưởng tuần trăng mật. Dạ.
Trời đất ơi, đúng rồi. Hai đứa phải đi hưởng tuần trăng mật. Vợ chồng mình phải coi như là lâu lâu mình đi một cái cho nó xả stress hết con ha. Dạ. Mà tụi con định đi đâu? À dạ, tụi con đi biển đó mẹ. Chà, đi biển. Cái mùa này nóng mực đi biển là đúng lắm rồi con. Trời ơi, mẹ nghe biển là mẹ cũng thèm lắm đó. Ừ, thích đi biển lắm á. Ủa mẹ thích biển hả? Chứ sao? À, con quên rồi đó, ba hay chở mẹ con mình ra biển chơi. Cái thằng này, bây giờ nói nó mới nhớ bà nó cũng thích biển. Tao nói hồi đó hả, ba con mà mỗi lần ra biển hả, tao nói ổng ngâm mình ở dưới biển, ổng ngâm hoài rồi tao nhìn không thấy ổng đâu. Tao mới đi ra ngoài, tao kêu ổng vô, ổng mới chịu vô chứ. Dạ, dạ. Ê, mẹ, ổng mấy mẹ đi chung với tụi con. Ừ, nhắc rồi, 10 năm rồi con. Ba con 10 năm rồi đó. Nhắc lại tao nhớ lại cái kỷ niệm hồi đó tao với ổng đi biển thôi mới lọt ra mày đó. Bây giờ... Mẹ muốn ôn lại kỷ niệm xưa không? Ừ? Đi chung với tụi con cho vui. Thôi, vợ chồng trẻ là tụi bay đi chứ. Già cả rồi, má đi làm chi ngại lắm. Không có gì đâu, trời ơi ba người đi mới vui, có gì đâu. Cô đặt thêm phòng thôi, có gì đâu. Kìa anh, sao anh ép mẹ đi vậy? Anh thấy ba người đi chung vui có gì đâu. Thôi con, nó nói đúng đó. Thôi mẹ ngại lắm, trời ơi, mẹ không có đi đâu. Thích biển thì thích nhưng mà không có đi trong cái vụ này được. Mẹ thích thì mẹ cứ đi chung với tụi con cho vui. Thêm một người, thêm một vé, có gì đâu. Thì anh này tuần trăng mật mà anh. Trời ơi, vợ chồng mình sống với nhau cả đời. Ngày nào không có tuần trăng mật, không sao đâu. Mốt anh rảnh anh dắt em đi nha. Mẹ đi chung với tụi con nha. Thôi mẹ. Ừ mẹ. Đi mà mẹ. Mẹ nghĩ. Mẹ không muốn đi hả mẹ? Thôi con ép quá thì mẹ vô mẹ soạn đồ tại con mẹ đi đó nha. Dạ. Thôi mẹ ngại. Dạ soạn đồ đi mẹ, sáng mai mẹ con mình đi sớm đó nha mẹ. Ừ. Thôi mẹ đi ha. Dạ. Soạn đồ. Trời ơi thấy không? Thấy mẹ anh vui ra mặt không thấy không? Anh sao kỳ quá. Cái này là tuần trăng mật mà của riêng hai đứa mình. Tự nhiên mẹ không muốn đi anh ép mẹ đi. Anh kỳ quá. Trời ơi anh nói với em rồi, mấy mốt rảnh anh với em đi. Ngày nào cũng là tuần trăng mật hết được không? Anh có hiểu là mới cưới xong là người ta phải có tuần trăng mật không vậy? Cái này là cái gì? Dạ con nghe mẹ ơi. Mẹ soạn đồ nhưng mà có mẹ có phải đem theo đồ tắm không? Dạ mẹ muốn đem gì mẹ đem mẹ. Ừ cứ mẹ có đồ hai mảnh mà màu cam được không con? Dạ mẹ thích thì mẹ cứ mặc đi mẹ. Thôi thôi màu cam hả, đậm lắm, mẹ lấy màu xanh lơ mi nơi nha. Dạ mẹ thấy vui không? Vui chứ, đi biển với tụi con là vui chứ. Dạ mẹ vui là được, mẹ muốn làm gì mẹ làm. Anh kỳ cục quá. Kỳ cục gì? Mẹ lớn tuổi rồi tự nhiên mặc hai mảnh rồi màu cam rồi màu lumino, anh nghĩ sao vậy? Anh dạ. Không có khuyên mẹ. Mẹ lớn tuổi vậy mẹ mặc cái quần sọt rồi cái áo thun ngoài được đâu. Sao em lạc hậu quá em không coi trên tivi em thấy ở bên nước ngoài người ta bận đồ, cái lớn tuổi bận đồ có gì đâu. Mình đừng có cổ hủ quá hiểu không? Bình thường thôi. Anh kỳ quá. Cái tuần trăng mật mà bây giờ hả anh làm hỏng hết trơn rồi. Bây giờ không lẽ bây giờ hai đứa mình ngủ giờ không lẽ mẹ vô mẹ làm trọng tài? Mẹ ngủ ở đâu? Em khó chịu quá. Anh thấy tuần trăng mật mà có thêm một người trong nhà đi nữa cũng có sao đâu. Vâng, vừa rồi chúng ta cũng đã được xem cái tình huống vừa rồi thì không biết hai vị khách mời có ý kiến gì chia sẻ về cái tình huống này ạ? Sau khi xem tình huống vừa rồi thì chúng ta thấy tuần trăng mật có thể là một cái bản dạo đầu khiến cho hai vợ chồng rất là hạnh phúc, nhưng cũng có thể đẩy hai vợ chồng vào trong một cái bế tắc ngay từ ngay đầu tiên chúng ta vào về cùng sống với nhau. Tức là Khắc Hiếu đang ủng hộ cái quan điểm là đi tuần trăng mật là chỉ có nên có hai vợ chồng thôi đúng không ạ? Rồi, và Khắc Hiếu nghĩ rằng đó là điều mình nên làm. Nhưng mà không biết là bây giờ có chị Ánh ở đây thì... Nếu mà là Ánh thì sao? Ví dụ như là với bây giờ Ánh chưa lập gia đình, nhưng nếu Ánh lập gia đình và có một người con trai rất là hiếu thảo với mẹ như vậy thì Ánh thấy thế nào? Thật ra thì Ánh nghĩ rằng là phụ nữ thì ai cũng muốn có một cái người đàn ông mà người ta hiếu thảo và người ta biết cách cư xử tốt với lại gia đình của người ta. Nhưng mà em nghĩ là riêng cái tuần trăng mật thì có lẽ là em sẽ ích kỷ một chút. Tại vì thật ra giữa hai vợ chồng ấy, sau một cái đám cưới với rất là nhiều cái sự chuẩn bị mệt mỏi, căng thẳng. Tại vì em thì em chưa có lập gia đình nhưng mà em có tham gia cùng tổ chức đám cưới dùng cho một bà chị. Thì em biết là họ có quá nhiều thứ phải lo. Thậm chí đến cái ngày cưới rồi nó bao nhiêu thứ căng thẳng, mệt mỏi. Mà sau đó là người ta cũng chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Mà tự nhiên bây giờ cái kỳ nghỉ của mình nó có quá nhiều người can thiệp vào. Tại vì thật sự là khi mà mình dẫn mẹ mình hay bố mình hay là chị em trong gia đình đi thì chắc chắn là mình phải dành thời gian chăm sóc họ rồi. Chứ mình không thể thoải mái như là chỉ có hai người. Cho nên là em vẫn ủng hộ cái chuyện là chỉ nên có hai người mà thôi. Nhưng mà nhìn ngược lại với góc độ một người con trai thì Khắc Hiếu lại thấy anh chàng này cũng có lý. Bởi vì anh chàng rất là một người rất là hiếu thảo đối với mẹ. Mẹ là công ơn sinh thành dưỡng dục của mình đúng rất là lâu rồi. Cha lại mất rồi. Đó, bố lại mất và như vậy là có nộp cái lời hứa đối với mẹ. Như vậy anh chàng này cũng là hiếu thảo chứ.
Như vậy chúng ta phải làm sao đây, nếu như lỡ sau này biết được rằng chị Nguyệt Ánh thì chưa đi trăng mật đúng không, nhưng mà lỡ chị Trần Nguyệt Ánh được mẹ chồng và chồng đặt mình vào tình huống đó thì không biết chị Nguyệt Ánh sẽ làm thế nào. Thì nếu mà nói chung là thật ra mình cũng nếu mà mình nói chung mình cũng là phụ nữ mà, thì thật ra là nói gì nói thôi, mình cũng có những thứ mình cũng phải nhường. Huyền nghĩ là nếu như mà cả gia đình cùng đi đông vui thì cũng vui, bởi vì thực sự thì nếu mà chỉ có mỗi hai người cả ngày cũng không biết làm gì cho nên thì cũng buồn luôn nhỉ. Huyền cũng tức là mỗi người có thể có một cái quan điểm khác nhau. Nhưng mà nếu như đi chung với gia đình thì các Huyền nghĩ rằng vẫn có thể đi chung gia đình được, bởi vì theo quan niệm là mình yêu nhau thì mình ở bên cạnh nhau là hạnh phúc rồi, không có trăng mật thì cũng là quá tuyệt vời rồi đúng không? Tuy nhiên trong trường hợp này thì anh chàng cũng hơi mình hơi giận anh chàng một chút, bởi vì anh chàng chưa có tôn trọng vợ. Thứ nhất là chưa hỏi ý kiến vợ trước mà đã tự tay mình quyết định rồi. Và như vậy áp đặt vợ vào trong cái tình huống đã rồi, và như vậy vợ phải có sự bức xúc thôi. Trong khi vợ rất là đang háo hức, đang gọi điện thoại khoe với người này, khoe với người kia, mà đùng một cái là chỉ là thay đổi kế hoạch hoàn toàn. Song song đó ông chồng cũng chưa có tế nhị ở chỗ là có thể chồng đã gài vợ và mẹ của mình vào trong cái vị thế có thể mâu thuẫn với nhau. Và như vậy sau đó thì giữa con dâu với lại mẹ chồng lại có thể có những xích mích nữa. Đấy, cho nên là quan trọng là cái việc cái người đứng giữa đó chính là ông chồng. Phải điều hòa làm sao cho vợ vừa có thể chấp nhận được và mẹ của mình có thể báo hiếu được. Vâng, chúng ta cũng đã chia sẻ những cái quan điểm của mình. Thế nhưng mà bây giờ Huyền muốn hỏi đi, nếu như mà Huyền biết là cả hai bạn đều chỉ chuẩn bị lập gia đình thôi, nhưng mà mình đã hình dung trong đầu mình là một cái tuần trăng mật trong tương lai của mình đang diễn ra như thế nào chưa? Mời Ngọc Anh như đấy. Thật ra thì em nghĩ là nếu mà tuần trăng mật ấy thì em cũng rất là thích đi biển, ví dụ như là em rất là thích đi Hawaii chẳng hạn, thì chắc chắn là đấy sẽ là một cái kỳ trăng mật mà mình thật sự là thư giãn, phải chuẩn bị kỹ. Nhưng mà đi biển cũng là một lựa chọn, nhưng mà cũng có thể là đến một cái đất nước nào đấy xa xôi. Thế còn Khắc Hiếu thì sao? Hình như là Khắc Hiếu cũng đang chuẩn bị lên kế hoạch cho trăng mật của mình. Khắc Hiếu cũng đang rất là nao nao đây. Và Khắc Hiếu nghĩ rằng trăng mật thì mình phải làm cho đúng từ, đúng nghĩa đối với nó. Trăng thì phải đẹp như những cái ngày đó, phải đẹp như trăng là phải ngọt như mật nè. Thì như vậy mình sẽ lên kế hoạch, mình sẽ chọn cái địa điểm mà cả hai đều cảm thấy rất là thích nó, và sẽ biến những cái ngày đó trở thành những ngày khác hẳn. Khắc Hiếu thường hay nghĩ rằng ngày trăng mật là những ngày mà chúng ta sẽ chạy trốn. Một cái cuộc chạy trốn rất là thú vị, đó là chạy trốn khỏi những bộn bề cuộc sống, chạy trốn khỏi công việc để chúng ta có những giây phút lãng mạn bên nhau. Và trong những ngày đó chúng ta sẽ thêm những cái gia vị vào trong ngày trăng mật của mình, từng trăng mật của mình. Ví dụ như Khắc Hiếu và bà xã sẽ mặc một cái áo giống nhau ha, áo couple nè. Đấy là và đi trên đường nè, rồi cùng chụp ảnh cho nhau, hoặc là trong phòng thì sẽ có thể là cho một ít hoa nè, nến. Nến đặc biệt là ban đêm khi mình tắt đèn mà có những ngọn nến lung linh, cái bầu không khí nó cực kỳ lãng mạn. Mình có thể cho một ít tinh dầu rồi nó sẽ bay lan tỏa trong phòng mà rất là lãng mạn. Và không chỉ vậy, mình có thể chuẩn bị một cái dĩa trái cây nè ha, chẳng hạn như là bà xã có thể gọt trái cây cho mình ăn, rồi mình lại lấy một cái miếng trái cây cho bà xã ăn. Nếu vậy thì Dính sẽ bổ sung thêm một cái nữa là chúng ta có thể làm một cái tháp sô-cô-la nóng chảy, thế xong rồi chúng ta sẽ nhúng trái cây vào và bên những cái champagne cũng rất là lãng mạn đúng không? Tưởng tượng là cảnh đó là mình không chịu nổi rồi đúng không? Ta đang chuẩn bị vẽ kịch bản cho cái tuần trăng mật đáng nhớ của mình đúng không? Chắc chắn là Huyền nghĩ là mới có đầu câu chuyện thôi mà Nguyệt Ánh cũng như Khắc Hiếu đã chia sẻ rất là nhiều những cái kinh nghiệm thú vị, những cái ao ước để mình có một tuần trăng mật đáng nhớ. Vậy thì trước khi nghe tiếp tục nghe hai vị khách mời chia sẻ thì chúng ta sẽ nghe khán giả chia sẻ nhé. Đối với em, một tuần kỳ nghỉ tuần trăng mật đáng nhớ là đến được thể hiện được sự không khí lãng mạn, và em rất thích ra biển nên có thể là em sẽ đi đến những nơi có biển, ví dụ như Đà Nẵng chẳng hạn. Chị không có chuẩn bị gì hết á, nhưng mà cái tuần trăng mật của chị thì rất là ngọt ngào, rất là hạnh phúc. Tại vì chị cũng thuộc cái tiếp người vui tính á, nên có thể chị ứng xử mọi trường hợp, không có lúc nào mà chồng chị buồn hết á. Chị muốn đi mà hưởng tuần trăng mật là ở Đà Lạt. Và đi phong cảnh Đà Lạt nó rất là mát, và phong cảnh đó là ở Đà Lạt là nó rất vui. Cái kỷ niệm vui thì tuần trăng mật tại Vũng Tàu thì gọi là đi mới xem cua, thì mới cầm con cua lên cho vợ xem, bảo em ơi, cua này nó đang sống nó tươi này nó mới ngon, hay đưa cho vợ kép cho cái vợ kêu toáng lên. Thế là dặn mất một tiếng thay vì một ngày, nhưng phải lăn lỉ mãi còn một tiếng.
Vâng, đó là ý kiến chia sẻ của khán giả. À, vâng, bây giờ quay về trở về với câu chuyện của chúng ta đi. À, để có một tuần trăng mật đáng nhớ thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều đúng không ạ? À, vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ bàn về địa điểm đi. À, và đặc biệt ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều điểm du lịch chúng ta có thể đi như là Đà Lạt này, hay là có cái sự xe lạnh đúng không? Nhiều khi lại muốn ở gần nhau hơn. Sapa nữa này, rồi nếu mà đi biển thì có vịnh Hạ Long, có Nha Trang. Đà Nẵng cũng rất là đẹp. Đó thì Huyền nghĩ là cái địa điểm mà mình lên kế hoạch chọn cũng rất là quan trọng. À, nghe chị Thu Huyền nói thì các Hiếu thấy cái địa điểm rất là nữ tính. À, thế còn nam tính thì ông xã thì có thích hay không? À, các Hiếu nghĩ rằng với các Hiếu thì rất là thích cảm giác mạnh. Mà chắc có lẽ bà xã của Hiếu cũng sẽ là một người thích cảm giác mạnh thì sao? Thì có thể là đi đến một cái nơi nào đó mình có thể làm mình sẽ lướt ván nè, mình chạy cano siêu tốc, mình lặn dưới đáy biển, hoặc là mình có thể leo núi vân vân. Hoặc là trượt tuyết. Và có thể trượt tuyết. Như vậy chúng ta thấy là cái địa điểm á, thì quan trọng nhất là hai người phải hợp với cái tính cách của hai người và để lại cái ấn tượng, cái cảm xúc rất là sâu sắc. À, tuy nhiên có thể là đi qua châu Âu, có thể đi đến Hawaii vân vân, nhưng mà với nhiều cặp gia đình vợ chồng trẻ thì họ lại không có điều kiện kinh tế. Sau một tuần trăng mật rồi về nhà là rất là cài cuốc, cài cuốc lại trăng mật thì sao? Cho nên thôi các Hiếu nghĩ rằng khi hai vợ chồng yêu nhau rồi thì mình đi đến đâu thì nơi đó cũng là thiên đường cả. Và không quan trọng là mình sẽ phải đi nước ngoài, mà đôi khi ở Việt Nam cũng có những thiên đường trăng mật cho chúng ta nữa. Đúng rồi, và như Huyền nói là ở địa điểm ở Việt Nam chúng ta cũng rất là nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, và quan trọng là chúng ta phải vừa túi tiền đúng không ạ? Chứ rồi. Không phải là có nghĩa là đi xong rồi về kéo cày trả nợ là không có được. Nói chung là đi là như thế nào để sau khi mà cái chuyến đi về cả hai đều vui, cả hai thoải mái và đầu óc không có nghĩ đến cái chuyện là phải tất bật làm sao kiếm tiền, thì em nghĩ đấy là cái dễ chịu nhất. Thật ra anh Hiếu nói cũng rất là đúng, là bởi vì anh nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là hai người phải thật sự hiểu nhau, hai người phải thấy rằng là khi chúng ta đi cùng nhau, chúng ta hợp nhau về rất nhiều thứ, về sở thích này, về những cái mong muốn nữa, rồi ngay cả cái chuyện rất là đơn giản là cái ăn uống chẳng hạn, cũng là những cái món mà mình ưa thích thì cũng cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Đó là chuẩn bị cho một cái hành trình chúng ta đi. Vậy thì để cái chuẩn bị cái hành trang đấy, đấy là địa điểm thôi, còn hành trang chúng ta cần chuẩn bị những cái gì? Các Hiếu thấy rằng mọi người nói đến hành lý là cứ nghĩ đến mình phải mang quần áo gì, mang vật dụng cá nhân gì. Nhưng mà các Hiếu nghĩ điều đó không quan trọng nhất đâu, mà quan trọng nhất đó chính là cái lịch trình của mình đã chuẩn bị sẵn. Có nhiều vợ chồng mà tâm sự là sau khi một tuần trăng mật em đi ra resort đó, em chỉ nằm trong resort, em đi tới đi lui quanh quẩn này cái resort của em thôi, em không biết đi đâu nữa cả, và kỳ trăng mật nó trở thành rất là chán ngắt buồn tẻ. Bởi vậy cho nên là trước khi mình đi, mình chọn địa điểm, mình cũng phải lên cái lịch trình mình sẽ đi những cái địa điểm nào ở gần đó, mình sẽ đi bằng phương tiện gì, rồi mình sẽ thêm mắm thêm muối vào trong cái chuyến hành trình của mình như thế nào để biến cho nó trở nên thi vị hơn. Và đó chính là cái hành trang quan trọng nhất. Mình khám phá cái như địa điểm du lịch nào cần đến, và ngay cả thưởng thức những cái món ăn nào mà mình chỉ có cái địa phương đó có thôi, thì anh cũng nghĩ rất là quan trọng. Và ngoài ra thì mình cũng có thể là mình sẽ nghĩ thêm một vài cái gì đấy cho nó lãng mạn hơn trong cái cuộc sống, trong cái thời gian trăng mật đấy chẳng hạn. Ví dụ gây bất ngờ cho đấy. Đấy, hoặc là tinh dầu như anh Hiếu nói chẳng hạn. Tất cả mọi thứ nó sẽ làm cho cái tuần trăng mật đó nó trở nên khó quên hơn. Mà em nghĩ cái điều đó nó rất là quan trọng, bởi vì khi mà hai người bước vào cái cuộc sống hôn nhân ấy, tại vì sau này thì chưa chắc là chúng ta sẽ có được những cái giây phút lãng mạn đấy, cho nên là những cái gì mà ngọt ngào nhất đầu tiên ấy, thì mình cố gắng dành cho nhau đấy. À, vâng, còn một vấn đề nhưng mà ít người quan tâm, mà mình nghĩ là nó rất là quan trọng, đó là chúng ta phải cái việc mà chúng ta chuẩn bị sức khỏe cho cái chuyến đi này. Bởi vì thông thường thì khi mà để chuẩn bị một cái đám cưới là cả cô dâu chú rể, nhà trai nhà cái là đều rất là bận rộn chuẩn bị cho cái ngày trọng đại đấy. Thế thì thông thường thì mọi người hay bị sụt cân này, hay bị mất ăn này, hay bị mất ngủ này, hay bị mệt mỏi này, xanh xao. Và nếu như chúng ta đi ngay thời điểm mà chúng ta vừa tổ chức đám cưới xong, chúng ta đi ngay, thì liệu đó đã là phải là thời điểm tốt nhất chưa? Thì đấy, em nghĩ rằng là cái đấy nó phải tùy thuộc cả vào hai người. Hai người đều phải thấy rằng là chúng ta cùng sẵn sàng cho một chuyến đi, cùng thật thoải mái đầu óc và sắp xếp cả công việc nữa. Bởi vì em nghĩ là sau cái đám cưới nhiều khi còn rất là nhiều cái vấn đề. Ví dụ như ví dụ đối với những cặp vợ chồng trẻ chẳng hạn, thì phải nói là có một cái thực tế là em thấy là cái tiền mừng của họ cũng là một cái mà để họ phải suy nghĩ xem là bây giờ phải trang trải những cái gì và còn dư không để cho cái chuyến đi này. Thì nếu như họ giải quyết được tốt tất cả những cái điều đó thì em nghĩ là họ sẽ có một cái tâm lý tốt nhất để chuẩn bị cho một chuyến trăng mật, đúng không? À, như vậy chúng ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Còn Khánh Hiếu nghĩ rằng song song với tâm lý thì chúng ta cũng phải sạc pin để mình có đầy đủ năng lượng để mình đi nữa. Tuy nhiên Hiếu các cái chia sẻ một cái câu chuyện vui vui, là một cái cô nàng là một cô vợ mới cưới, sau tuần trăng mật xong thì một giai đoạn sau thì có trục trặc trong gia đình, cho nên đến tư vấn với các Hiếu. Và cô nàng này nói rằng là trong cái tuần trăng mật á,
anh ấy nghe người ta nói là uống rượu hải mã nè, rồi uống rượu tắc kè nè sẽ làm tăng cường sức khỏe nè, tráng dương bổ thận gì đấy. Và thế là anh chàng uống nguyên cả gần hơn nửa lít rượu tắc kè, rồi sau đó lại ăn thêm 5 cái trứng lộn nữa, nghe dân gian đâu ở trong khách sạn bàn tán gì đấy, và nói rằng cái đó sẽ giúp cho anh chàng rất là khỏe khoắn và chứng minh bản lĩnh của đàn ông. Và sau khi ăn uống no say xong thì cuối cùng đêm đó anh chàng ảnh bị trúng thực và ảnh lại đau bụng, rồi cuối cùng phải chuyển lên trên bệnh viện, lên trên trạm xá và phá hỏng một cái kỳ nghỉ trăng mật của hai người, bởi vì anh chàng quá nông nóng và quá hăng hái. Và song song đó cũng có một trường hợp khác cũng vui vui là không đến mức như vậy, là anh chàng chỉ uống rượu gọi là rượu ngọc dương như thế, và anh chàng chỉ uống có hơn khoảng chừng hơn một xị thôi, và không có uống nhiều lắm. Nhưng mà thực ra anh chàng này thì tửu lượng không có cao, anh muốn có một cái gì đó nó say say nồng nồng trong đêm nay để hai người. Tuy nhiên mà sau khi uống xong thì anh ấy lên trên giường mà ngủ thẳng từ đầu đến cuối, từ 8 giờ tối cho đến 8 giờ sáng, bởi vì không có quen uống rượu, và thậm chí giữa đêm còn nôn trên cả giường của vợ nữa. Bởi vậy đấy cũng là một kỷ niệm đáng nhớ, nhưng mà nhanh nhớ theo chiều hướng nào thôi đúng không? Cho nên là chúng ta cũng thấy là có nhiều cái thức ăn chúng ta cũng cần hạn chế một chút xíu. Và song song đó, thường chúng ta đi trăng mật hoặc chúng ta đi du lịch, chúng ta hay mắc phải cái lỗi là chúng ta rất là thích ăn những cái món gì lạ, những cái món lề đường, ngồi ngoài đường hai vợ chồng cùng đút cho nhau ăn rất là lãng mạn đúng không? Tuy nhiên chúng ta cũng nên cẩn thận một chút xíu. Thí dụ như đồ ngoài biển thì mình yêu cầu họ làm kỹ một chút. Đồ ngoài biển mà đôi khi họ làm rất là sốt dẻo trên bãi biển thì nó lại không có an toàn, mà làm cho chúng ta phá hủy cái kỳ trăng mật đó đi một cách không đáng. Và thường là mọi người sẽ nghĩ đến trăng mật đó là một cái giai đoạn rất là nồng nàn, dành hết cho nhau. Thế nhưng mà có nhiều cặp vợ chồng họ sẽ quan tâm đến cái vấn đề là họ không muốn có thai trong cái giai đoạn đấy. Nguyệt Ánh và Khắc Hiếu nghĩ sao về việc này? Em nghĩ là cũng tùy đúng không? Tại vì cũng có tùy cả công việc nữa, với lại cái kế hoạch của từng cặp vợ chồng. Có những cặp thì họ có cái kế hoạch rất là kỹ là năm nào, hoặc là một năm hay là sau bao nhiêu năm thì mới có con. Thế nhưng mà em nghĩ là cái thời trăng mật thì nó cũng là cái thời gian mà ngọt ngào nhất. Thì nếu mà có được vào cái thời điểm đấy thì cũng tốt, nhưng mà với điều kiện là mình phải chuẩn bị cả về mặt tâm lý, về mặt kinh tế để chúng ta có thể đón nhận được tất cả những cái hệ lụy mà sau cái chuyến nhân vật đấy. Thì thông thường những cái lời khuyên mà Huyền thấy, Huyền cũng đọc trên báo chí hoặc là cũng được mọi người khuyên, thì thông thường người ta cũng không khuyến khích vợ chồng có thai ngay trong cái giai đoạn mà đi nghỉ tuần trăng mật cũng như ngay sau đám cưới. Bởi vì như chúng ta đã nói là trước khi để chuẩn bị một cái đám cưới, một cái sự kiện lớn nhất trong cuộc đời như vậy thì sẽ rất là bận rộn, và chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Và khi mà cả hai vợ chồng sức khỏe không được tốt thì nếu như đứa con mà sinh ra trong cái thời điểm đó thì nó cũng sẽ không được khỏe mạnh lắm. Hiếu có nghĩ như vậy? Các Hiếu thì đồng quan điểm với là Nguyệt Ánh, là nếu như vợ chồng đã có một khoảng thời gian chuẩn bị rồi, giữ gìn sức khỏe trong việc đám cưới, rồi sau đó 3 ngày đầu thì chúng ta tích lũy năng lượng, rồi đến ngày thứ 4, thứ 5 gì đấy là chúng ta đã có đủ sức khỏe là 1, chúng ta chuẩn bị về mặt tinh thần để nuôi dạy con là 2, và chuẩn bị về mặt kinh tế là 3, thì chúng ta vẫn có thể đánh dấu cái giai đoạn ngọt ngào ấy bằng cách là chúng ta sẽ có em bé. Tuy nhiên theo như chị Thu Huyền nói thì chúng ta thấy đôi khi vợ chồng trong giai đoạn đó sức khỏe nó không có được tốt lắm, mà đặc biệt là đi trăng mật đi chơi mà, và đôi khi ham chơi quá rồi lại phá tan sức khỏe, cho nên là có con thì không tốt. Chúng ta cũng có thể có một số biện pháp để chúng ta phòng tránh, chẳng hạn như là khi mà chia sẻ về vấn đề sức khỏe sinh sản cho các cái chị em phụ nữ thì các Hiếu cũng hay nói về những cái biện pháp, chẳng hạn như chúng ta có thể tính cái chu kỳ nguyệt sang của mình, để mình có thể tránh né vào trong khoảng thời gian đó. Mình có thể sử dụng viên tránh thai hàng ngày, hoặc là mình cũng có thể mang theo áo mưa. Rồi đặc biệt là có nhiều chị phụ nữ có chia sẻ là thầy ơi, cái này cũng nhạy cảm, nhưng mà do thầy đã nói về chủ đề này rồi cho nên em cũng chia sẻ với mọi người là em rất là ngại, bởi vì trong kỳ trăng mật lỡ đúng vào trong cái thời kỳ đèn đỏ của em thì không biết phải làm sao. Và như vậy thì em lại khó chịu trong người, rồi em lại cáu gắt với là ông xã, rồi như vậy phá hủy tuần trăng mật của em nữa. Thì cũng có thể chia sẻ bí quyết với là các bạn khán giả là chúng ta cũng có một cái loại thuốc song song với loại thuốc tránh thai hàng ngày, đó là cái viên chúng ta sẽ đẩy lùi cái chu kỳ kinh nguyệt của mình, và chúng ta sẽ tạm thời sẽ không có nguyệt sang trong những cái ngày đó, và cái thuốc đó nó cũng rất là phổ biến mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Như vậy thì ai mà lấy anh Hiếu thì chắc mỗi ngày yên tâm đúng không? Anh coi như là lên kế hoạch hết tất cả mọi thứ như thế nào, phòng ngừa ra sao. Là em nghĩ là nếu như vậy thì chắc là anh Hiếu sẽ có một cái tuần trăng mật rất là hoàn hảo đúng không nào? Nhưng mà không hiểu tại sao đến bây giờ thì các Hiếu vẫn là lính phòng không, cũng không biết là mình đang thiếu cái gì đây, không biết là cái góc độ Hiếu lên kế hoạch nhiều quá. Nhưng mà bây giờ phải có người thực hiện kế hoạch cùng với Hiếu. Chúng ta cũng đã chia sẻ những cái hành trang để chuẩn bị cho có một cái kỳ trăng mật đáng nhớ. Và Huyền nghĩ là có một cái cũng chia sẻ thêm một chút nữa thôi, có những cái bí quyết nho nhỏ giống như là chúng ta có thể viết lại nhật
ký của cái những cái kỳ trăng mật chẳng hạn, ví dụ như là vợ chồng đã đi những nơi đâu, hay nói với nhau những cái câu nào, hay là những cái một cái sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời, giống như Hiếu nói là làm nến này, rồi hoa này, rồi mùi hương thơm này, thì nhiều khi tại vì thực ra chúng ta có thể trong cuộc đời chúng ta mỗi một vợ chồng có thể rất nhiều cái lần đi nghỉ với nhau, nhưng trăng mật thì chỉ có một thôi, đúng không ạ? Trừ khi là đi bước nữa thì không nói. Nhưng mà chắc chắn là những cái lần sau đấy thì trăng mật nó cũng không thể bằng cái lần ngọt ngào bằng cái lần đầu tiên. Không? Bởi vì cái lần đầu tiên nó có cái sự mới mẻ này, cái sự tinh khôi này, một cái sự háo hức hồi hộp để giống như khám phá. Đấy thì mình nghĩ là cái kỳ trăng mật đầu tiên nó rất là quan trọng trong ký ức của mỗi người. Và song song với việc viết nhật ký rất là thú vị như chị Thu Hiền đã nói, thì chúng ta có thể lưu dấu, làm cái sự lưu luyến cái tuần trăng mật của mình bằng cách mình mang về một số thứ, chẳng hạn như nến mình đang đốt dang dở thì mình không có nên bỏ tại khách sạn, mà mình có thể mang những cái nến dang dở đó về, mình để trong phòng tắm, mình để trong phòng ngủ của mình, rồi thỉnh thoảng mình lại thắp nó lên để giống như là hâm nóng tình cảm với hai người, để mỗi lần nhìn lại nhớ lại. Hay là còn những cái bức ảnh nữa, ví dụ như chúng ta đi du lịch chẳng hạn, thì đến những nơi đâu chúng ta chụp lại những cái bức hình kỷ niệm, thì sau này khi mà con cái trở ra nhìn bố mẹ hạnh phúc như vậy, chắc con cái cũng sẽ rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Trước khi chia tay với chương trình thì không biết là chuyên gia Khắc Hiếu của chúng ta sẽ có thêm những cái kinh nghiệm gì nữa để chia sẻ cho quý vị khán giả không ạ? Khắc Hiếu thấy rằng có một số bạn nữ thì băn khoăn không biết là trong giai đoạn tuần trăng mật hai người rất là cởi mở với nhau và có thể tha thứ cho nhau rất nhiều chuyện, cho nên mình có thể thú thật một vài lỗi lầm trong quá khứ hay không. Chẳng hạn như là mình đã có 2-3 anh chàng đã đi qua cuộc đời mình rồi nhưng mà chưa có chính thức đám cưới thôi. Thì như vậy là có nên hay không để cho chồng sẵn sàng tha thứ? Thì Khắc Hiếu nghĩ rằng chúng ta cũng phải tùy vào tính cách của chồng nữa. Nếu như thấy rằng ông xã là người rất là cởi mở và chuyện quá khứ không có gì là đáng, thì chúng ta có thể là tâm sự với nhau để hiểu nhau thôi. Nhưng thực ra việc đó cũng không phải là cần thiết. Quá khứ chúng ta nên để nó trở thành quá khứ. Và giống như những cái kỷ niệm đẹp của chúng ta thì nó sẽ để trong ký ức để mà nuôi cái quá khứ chúng ta mà thôi. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ đầu tư cho người chồng hiện tại và đầu tư cho cuộc sống gia đình sắp tới. Và chúng ta nên nhạy cảm một chút, chúng ta cũng không nên thổ lộ quá nhiều những vấn đề mà chúng ta có thể phá vỡ kỳ trăng mật của mình. Và chúng ta có thể biến cái kỳ trăng mật của mình trở thành một cái kỳ trăng mật đắng chứ không phải là kỳ trăng mật ngọt nếu chúng ta không tinh tế trong chuyện đó. Vâng, kỳ trăng mật đó là một giai đoạn rất là quan trọng trong đời sống vợ chồng. Chính vì vậy thì chúng ta hãy biết trân trọng, nâng niu nó và hãy dành thời gian để đầu tư cho nó cả về vật chất lẫn tinh thần. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện cũng như là kinh nghiệm thú vị với chương trình Góc Hàn Huyên. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn, trăng mật là thời gian sau ngày cưới hai vợ chồng tận hưởng để bước vào cuộc sống hôn nhân. Nói đến trăng mật, đó là chúng ta nghĩ đến một giai đoạn rất là ngọt ngào, nồng nàn và viên mãn. Còn gì tuyệt vời hơn khi giai đoạn đầu tiên hai vợ chồng có thể sống chung với nhau và vừa đam mê và lại có một chút lạ lẫm nữa. Mặc dù được du nhập từ phương Tây, thế nhưng mà những năm gần đây khi mà xã hội của chúng ta rất là phát triển thì xu hướng đi nghỉ tuần trăng mật đã trở nên rất là thịnh hành. Nhưng làm thế nào để có một tuần trăng mật thật là đáng nhớ, để đó là một kỷ niệm đẹp của tất cả các cặp vợ chồng, thì chương trình Góc Hàn Huyên ngày hôm nay của chúng tôi xin được đề cập đến chủ đề này. Và cùng đồng hành với Mai Thu Huyền trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu MC ca sĩ Nguyệt Ánh. Xin chào chị Huyền, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Góc Hàn Huyên. MC ca sĩ Nguyệt Ánh là người luôn bận rộn với công việc, từ MC truyền hình, diễn viên, ca sĩ, kiêm cả việc kinh doanh. Nhưng cô còn là một ca sĩ với dòng nhạc kén người nghe, chill cloud. Với âm nhạc, Nguyệt Ánh từng hợp tác và cho ra mắt album với nhạc sĩ Quốc Bảo và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.
Một vị khách mời thứ hai Mai Thu Huyền xin phép được giới thiệu, đó là thạc sĩ tâm lý Khắc Hiếu. Xin chào Thu Huyền, xin chào Nguyệt Ánh và xin chào quý vị khán giả. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu hiện là giảng viên tâm lý học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia huấn luyện viên kỹ năng sống cho các trường đại học, trung học, huấn luyện kỹ năng mềm cho tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước. Giải thưởng của Trung ương Hội Khoa học Tâm lý Việt Nam năm 2002. Đội trưởng Đội tư vấn sức khỏe sinh sản thuộc dự án AAS03B51 Liên minh châu Âu và Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc. Chuyên viên tư vấn tâm lý tổng đài 1088. Cảm ơn hai vị khách mời đã đến cùng với chia sẻ với Mai Thu Huyền cũng như là khán giả của chương trình Góc Hàn Huyền, một cái chủ đề mà Huyền nghĩ sẽ rất là thú vị. Đối với những cặp vợ chồng họ đã từng có tuần trăng mật, họ cũng sẽ nghĩ lại cái giai đoạn này của mình, và đặc biệt hơn nữa những cái bạn trẻ chuẩn bị bước vào giai đoạn tuần trăng mật thì mọi người sẽ có những cái hành trang chuẩn bị như thế nào, đúng không ạ? Còn bây giờ thì trước khi chúng ta bắt đầu trò chuyện, Mai Thu Huyền xin mời hai vị khách mời cũng như khán giả cùng đến với góc đời thường để xem một tình huống sau đây. Sao không? Tao biết rồi. Ấy cảm ơn mày nha. Ấy nè, nói nghe nè. Tao kể cho mày nghe cái quá trình của tụi tao á, sẽ đi ra biển ha. Xong rồi sau đó qua ngày hôm sau, tụi sao sẽ ăn sáng xong tụi sao sẽ tắm biển. Hai đứa tao sẽ đốt nến. Thì lãng mạn lắm mày ơi. Ở đó có hồ bơi nữa. Xong rồi tụi tao sẽ tung tăng lên biển. Ê, kỳ này mà lãng mạn quá đó, chắc về có em bé đó. Lúc đó hãy chúc mừng, bây giờ đừng có chúc mừng rồi. Tao biết rồi. Ai em về nè em ơi. Tao sẽ xếp đồ cái ha, có gì đây, bút vé xong hết rồi đây. Xong rồi hả? Ừ. Ê, bút luôn khách sạn rồi không? Khách sạn rồi có hết. Khách sạn mình đặt sẵn phải không? Đặt sẵn hết rồi, nói chung là anh đã lo cái chuyện mà vé khách sạn rồi cái ăn ở là anh lo hết cho em rồi đó. Nhưng mà có phải là cái khách sạn em chọn không? Khách sạn em chọn. Có hồ bơi, có massage, dạ, có dạ. Spa nữa, vui lắm. Dạ. Cho cái quan trọng là cái giường đẹp lắm. Cái giường là anh mướn là cái phòng VIP, cái giường hình trái tim. Nó lãng mạn quá không? Cái giường hình trái tim đẹp lắm. Trời ơi, thương xã quá. Ấy giờ mình xếp đồ vô. Để đó cho anh phụ cho cái này em nhét lại đi. Rồi, còn cái này nè, cái trời này thôi em nhét lại luôn đi. Nó nghe nè. Sao? Để em làm cho. Mấy cái này chuyện phụ nữ mà anh đụng vô rối hết trơn á. Trời ơi, giờ vợ chồng chuyện phụ nữ gì nữa, để em làm cho. Ủa mẹ đâu rồi? Mẹ đi tập thể dục rồi. Anh coi mẹ đi tập thể dục về chưa, rồi dặn mẹ là nhà cửa làm sao, khóa cửa cẩn thận, rồi điện nước ha. Cái đó để anh lo cho. Để con mẹ về cho. Mẹ về kìa. Ha, mẹ đã về. Ôi mẹ ơi, ta nói đi bộ một vòng mà tôi thấy nó khỏe cái người làm sao. Từ bữa giờ mẹ bận quá rồi không có đi bộ, người nó cứ bị nó khó chịu. Của lại đi một cái mẹ thấy hừng hỏe có trong người khỏe này không mẹ? Khỏe ơi. Mà hai đứa làm cái gì mà bữa nay vui vẻ rồi tao đi đầu ngõ tao nghe bàn bạc cái gì dữ rồi con? Dạ tụi con đang soạn đồ để làm gì. Trời đất ơi, dạ tụi con hưởng tuần trăng mật hả? Dạ hưởng tuần trăng mật. Dạ trời đất ơi, đúng rồi, hai đứa phải đi hưởng tuần trăng mật. Vợ chồng mình phải coi như là lâu lâu mình đi một cái cho nó xả stress hết con ha. Dạ. Mà tụi con định đi đâu? Dạ tụi con đi biển đó mẹ. Dạ đi biển, cái mùa này nóng mực đi biển là đúng lắm rồi con. Trời ơi, mẹ nghe biển là mẹ cũng thèm lắm đó. Thích đi biển lắm á. Ủa mẹ thích biển hả? Chứ sao? Con quên rồi đó, ba hay chở mẹ con mình ra biển chơi. Cái thằng này bây giờ nói nó mới nhớ ba, nó cũng thích biển. Tao nói hồi đó hả, ba con mà mỗi lần ra biển hả, tao nói ổng ngâm mình ở dưới biển, ổng ngâm hoài rồi tao nhìn không thấy ổng đâu. Tao mới đi ra ngoài tao keo ổng vô, ổng mới chịu vô chứ. Dạ mẹ, ổng mấy mẹ đi chung với tụi con. Nhắc rồi, 10 năm rồi con. Ba con 10 năm rồi đó. Nhắc lại tao nhớ lại cái kỷ niệm hồi đó tao ổng đi biển thằng mới lọt ra mày đó. Mẹ muốn ôn lại kỷ niệm xưa không? Đi chung với tụi con cho vui. Thôi, vợ chồng trẻ là tụi bay đi chứ. Già cả rồi, má đi làm chi ngại lắm. Không có gì đâu, trời ơi, ba người đi mới vui, có gì đâu. Con đặt thêm phòng, nó có gì đâu. Kìa anh, sao anh ép mẹ đi vậy? Anh thấy ba người đi chung vui có gì đâu. Thôi con, nó nói đúng.